Sang câu thứ hai. Có một Phật tử hỏi là: Bạch thầy, con là Phật tử trên Hà Giang, vùng núi sâu xa hẻo lánh. Nhờ chút duyên lành mà con mới biết tới chùa Khai Nguyên. Bạch thầy hoan hỉ cho con hỏi. Mẹ chồng con mất cách đây 19 năm, nhưng ngôi mộ càng ngày càng to ra. Con đã đi xem nhiều nơi, đều nói ngôi mộ này không thể san cát được. Bạch thầy hoan hỉ bố thí cho con biết, trong trường hợp ngôi mộ như vậy thì con nên làm như thế nào? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc. Từ khi con tụng kinh Địa Tạng tới nay, gia đình con lại càng an lạc hơn. Vì con ở quá xa xôi nên con muốn hỏi thầy, kinh Địa Tạng có thể tụng vào ngày Tết được không? Cuối cùng con xin tri ân công đức thầy và chúc thầy thân tâm an lạc để tiếp tục trên bước tiến bước trên con đường hoằng pháp và soi sáng cho chúng con. Cuối cùng con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử ở tận Hà Giang. Rất tiếc là hôm trước thì thầy không đủ sức khỏe để trả lời trực tiếp để Phật tử nghe. Nhưng thầy tin rằng chắc chắn thì qua bài giảng ngày hôm nay, không sớm thì muộn Phật tử sẽ nghe được cái bài giảng này. Và thầy cũng xin trả lời cái ý thứ nhất, Phật tử hỏi rằng gia đình có một ngôi mộ của mẹ chồng mất cách đây 19 năm. Mà ngôi mộ này thì càng ngày càng to ra. Đi xem ở đâu họ cũng bảo là không thể san cát được. Không thể san cát được. Nghĩa là sao? Nghĩa như các cụ chúng ta ngày xưa nói là đây gọi là mộ kết. Mộ kết. Thì thường thường theo cái quan điểm của dân gian và cái kinh nghiệm của cha ông chúng ta từ xưa tới nay thì cái ngôi mộ của các cụ hoặc người thân chúng ta mất mà chúng ta chôn, đem chôn một thời gian sau mà thì không phải là do đống muối đùn lên đâu, không phải không có một chút muối nào đùn lên ở đó cả. Nếu đống muối thì nó phải đi ra ngoài, nhưng mà cái mộ thì càng ngày càng to. Cái trường hợp này chúng tôi cũng chứng kiến hai ba cái rồi. Chúng tôi đến tận nơi chúng tôi xem. Ở dân gian chúng ta thường nói đây là mộ kết, hay còn gọi là mộ pháp. Mộ pháp hay là mộ kết, tức nghĩa là sao? Ở này thì về theo phong thủy học thì họ nói là gì? Là chọn được cái khu đất tốt và đặt cái ngôi mộ đó vào trúng cái gì? Cái huyệt mạch, hay còn có cái đại long mạch, hay là cái long mạch. Thì nếu mà cái phúc của gia đình, dòng họ nhà đó mà có đặt trúng chỗ đó thì nó phát. Mà khi mà mộ phát thì thường có mấy cái trường hợp này. Mộ kết thì thường là ở trong, nó kết thì mới chỉ là ở trong cái quan tài thôi. Nó kết thì con người ta sau khi thường thường là mất thì chôn 2, 3, 4 năm sau thì nó thịt thà nó thối lưỡi đi, nó tiêu cái đi chỉ còn mỗi cái xương. Nhưng cái thường thường là mộ kết thì trong đó có thể có kết trắng hoặc là kết ngũ sắc, hoặc là kết gì, kết xanh, kết đỏ, kết vàng vân vân chẳng hạn, thì tùy theo. Thì nó kết thì những cái màng nó kết kín ở trong đó và nó bao phủ, có trường hợp là cái xác còn không tiêu tí nào, có trường hợp xác không tiêu một chút nào. Trường hợp này cũng có, tôi nghe ở dưới Mỹ Đức là có một cái trường hợp như vậy, nhưng mà gia đình không biết, cho nên sau khi mà bốc thế như thế là cứ thế là đem dốc hết xương đi, bắt đầu là cho vào quan tài, cho vào cái tiểu và đem đi chôn chỗ khác. Làm xong một cái mấy tháng sau cả dòng họ là liêu siêu, 3-4 người chết, người tai nạn giao thông chết, người thì ngã xuống sông chết, người thì mắc bệnh hiểm nghèo có mấy tuần thì chết. Cuối cùng là cả cái dòng họ đấy phải tìm lên đây để làm lễ, để cầu siêu, để sám hối. Khi đi xem ra đi thì họ mới bảo là đấy là mộ kết, thì nhưng mà không biết con cháu làm mất rồi thì không thể làm gì được. Thì cái trường hợp này đấy cũng nói luôn đến các Phật tử về các gia đình chúng ta mà gặp được cái trường hợp này, khi mà nếu mà sau này chúng ta, đây là nếu tôi nói trước, nếu mà trong dòng họ hay gia đình họ hàng chúng ta sau này gặp cái trường hợp này thì mở quan tài ra đấy, cái trường hợp nó khác lạ như vậy, thì chúng ta ngay lập tức đóng vào ngay và chúng ta vùi lại ngay, và chúng ta
đem xây lại, để cái chỗ đó xây lại luôn, không cần phải chuyển đến chỗ khác nữa, xây lại luôn, không cần phải chuyển đến. Đấy là tốt nhất, đấy là để phòng sau này trong dòng họ hay trong người thân của chúng ta, họ hàng mà gặp trường hợp đó thì nên không chuyển đi nữa. Đấy, như cái trường hợp đến Mỹ Đức chuyển đi như vậy là rất là tiếc. Cái đó cũng do cái phúc không đủ hưởng, mộ kết nhưng mà phúc chưa đủ quan trọng, họ chưa đủ để hưởng, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện không có người bảo cho như thế. Làm xong mới có người bảo thì nó xong mất rồi, thì lại gặp họa mất rồi thì mới có người bảo. Thì hôm nay chúng ta nghe mà biết được thì đây là một cái duyên nên nhớ đấy, thật lâu để sau này có thể gặp thì chúng ta xử lý. Ở đây Phật tử này nói rằng mộ của mẹ chồng mất 19 năm nay mà mộ cứ to ra, cái này không chỉ có kết mà còn phát nữa. Dựa vào đâu tôi nói như vậy? Cái chuyện mà Phật tử nói là gia đình đi xem mà ở đâu họ cũng bảo là không thể bốc được, không thể cất được á, thì cái này thì là tôi không dựa vào đây, mà tôi dựa vào cái Phật tử nói là gì? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc, đó là cả gia đình nhà họ rất an lạc. Như vậy là gì? Tôi dựa vào cái này. Và Phật tử nói là từ khi mà tụng kinh Địa Tạng thì tới nay thì càng an lạc hơn, tức là đi đúng đường rồi. Dựa vào hai cái thông tin mà Phật tử nói là gia đình rất an lạc mà từ khi tụng kinh Địa Tạng lại càng an lạc hơn, thì cái này là cái rất tốt. Mình không chỉ mà có phúc báo của tổ tiên để lại, gặp được cái gì, cái long mạch mảnh đất tốt, đặt mộ mẹ chồng vào thì may mắn gặp được đúng cái long mạch mảnh đất tốt, nó vừa kết vừa phát như vậy mà lại khiến cho gia đình đầm ấm an vui hạnh phúc, mà lại còn là gặp được Phật pháp, gặp được kinh Địa Tạng, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nữa, thọ trì đọc tụng đúng pháp, đấy lại càng an lạc hơn nữa. Thì đây là một việc làm cái phúc báo rất là tốt. Phật tử và cả gia đình nên biết trân trọng cái vấn đề cái phúc báo này, và nên nhân cái phúc báo này cho càng ngày càng sâu rộng hơn. Nên bố thí cũng giảng phóng sinh tu phục làm việc thiện, và đặc biệt nên chăm chỉ thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển đại thừa của Phật pháp để cho tăng thêm cái công đức phúc báo của mình, và hồi hướng cho các cụ cửu hiền thất tổ đại gia tiên nhà mình được tăng thêm phúc báo, hộ trì cho con cho cháu. Còn cái trường hợp này mộ như thế này thì thầy cũng nên khuyên là không nên đào, nên bới, không nên xới, nên cày gì cả. Có đi chăng nữa thì cũng chỉ xây bao chung quanh. Nhưng mà đặc biệt mộ này này là không được xây kín, bị kín cả gì, cả trên cả dưới. Chỉ nên xây, nếu xây tròn hoặc là xây vuông theo cái hình mộ chẳng hạn thì xây như vậy, và nên để cái phần ở trên để đất như vậy, kệ, để kệ. Đừng có bịt hết, là bịt hết là gì? Âm dương nó không giao thoa được với nhau cũng không tốt. Ngày xưa thầy hay đi thì giả cố hòa thượng viện chủ Hương, thượng viên Hà Thành, thì cũng nghe cụ dạy các Phật tử về các vấn đề tâm linh, đặc biệt là về mồ mả, cũng rất là quan tâm, rất là chú trọng vấn đề mồ mả và đất cát, nhà ở, về nói chung là về phong thủy đó, về tâm linh đó, cụ rất giỏi. Chúng tôi thì có cái phúc duyên là được đi thì giả gần cụ 4 năm đại học trung cấp, thỉnh thoảng là cũng đi với cụ, thấy cụ làm cho người ta, hướng dẫn cho người ta. Và đặc biệt là cái mộ bốc mộ sau khi cải cách, không chỉ cái mộ pháp đâu mà tất cả các ngôi mộ của gia tiên hoặc người thân chúng ta đã mất, thì ngày xưa cố hòa thượng viện chủ Hương là cũng là xây mộ đó, mình không được xây bịt kín hết mà phải để một cái chút là cái chỗ kiểu như để cắm hương đó. Chúng ta để cái đó và cắm vào đất để cho nó thông, gọi là âm dương. Âm dương thì nó phải thông nhau, nhưng mình xây bịt kín hết vào rồi ấy, thì giống như cụ bảo là giống như xây một ngôi nhà, để cái cửa vào xong rồi vào một cái xong mình đi ra mình khóa vào, mình khóa cái cửa vào, mình nhốt cái ở trong đấy không ra không vào được. Cụ giải thích đơn giản cho chúng tôi hiểu ngày xưa như thế. Tương tự như vậy ở đây, ngay ở xã Sơn Đông gần chùa Khai Nguyên, ngay bên cạnh chùa có một gia đình ngày xưa làm ăn rất là phát, dòng họ có tiếng tăm ở cái đất Sơn Đông này. Tới khi có người đi nước ngoài làm ăn được phát đạt thì gửi tiền mấy trăm triệu về cho con cháu ở nhà xây mộ xây mả cho các cụ tổ tiên. Thì ở nhà thì các cụ đem xây thì xây rất là to, xây như một cái nhà, một cái gian nhà này này, xây xong mà làm cửa cổng hẳn hoi, và
khi đầu tiên làm cửa thì không khóa, thì trời mưa trời gió thì bọn trẻ con nó chăn bò chăn trâu nó nghịch, nó vào nó nóng mưa xong nó viết bậy đầy lên trên tường ấy. Thế gia đình mới làm cái cửa sắt xem mang sang khóa lại, khóa từ cái khóa cái cổng của cái mộ đó vào cái mộ, nhưng mà xây một cái nhà. Các vị đến chùa Khánh Nguyên thì thấy cái mộ đó ở phía tay trái của chùa đó, từ từ ngoài cửa chùa hướng vào đi cái đường cũ, chúng ta thấy cái mộ xây như cái bằng một cái gian nhà, như một cái thất của người hay tu. Làm xong một cái, khóa xong một cái, một vài tháng sau một cái thì đứa con trai thì bệnh chết, một đứa thì tai nạn chết. Còn ông cụ có đứng lên xây, trưởng họ đứng lên xây thì tự nhiên mất trí nhớ, không nhớ được cái gì cả. Ăn rồi bảo chưa ăn, con cái không nhận được là ai cả. Thì khi nó đi xem thì họ bảo người thì người thầy thì bảo là động mồ động mã, người thì bảo là có cái cây đâm vào mộ. Đấy, đi chữa trị cả năm cũng chẳng có khỏi. Mà ông cụ vẫn cứ như vậy, họ hàng thì vẫn cứ có người ốm đau bệnh tật quạt quẹo. Cả ra thì khi đó sang đây tôi hỏi tôi thì tôi mới bảo, vì cái mộ đấy tôi biết từ cái xây gần chùa mà xây to như vậy mà lại còn làm cái cửa đóng vào như thế, tôi đã biết là có vấn đề rồi. Nhưng mà thôi, người ta không hỏi thì mình không nói. Mặc dù ông cụ đấy cũng rất hay sang chùa, trước đây rất hay sang chùa, nhưng người ta không hỏi thì tự nhiên mình nói thì nó lại vô duyên. Cho nên để khi người ta hỏi đến hỏi một cái, tôi bảo đấy, ra để tháo bỏ cái cửa đi. Trẻ con nó vẽ bậy thì kệ nó, cái duyên cái đấy kệ nó. Ai bảo xây to và ai bảo xây kiểu đấy là gì? Bây giờ tôi bỏ cửa đi, tháo bỏ cửa sắt đi và làm cái lễ tạ mộ các cụ, thế là ổn thôi. Thế tôi bảo làm xong như vậy thì cái tự nhiên là gia đình ổn, cả cái chi họ gia đình là yên ổn từ đó đến giờ. Mà ông cụ thì khôi phục được khoảng 70% trí nhớ, đi xe đạp được, đi chơi với mọi người được. Nhưng bây giờ thì tuổi đã 80-90 gần trăm rồi thì lúc nhớ lúc quên thì nó do tuổi già. Còn cái dịp xiết dạo chết như vậy, cho nên mồ mả là rất quan trọng. Vì vậy không chỉ Phật tử này mà các Phật tử khác khi nghe được cái văn giảng này của chúng tôi, đây là nói về cái kinh nghiệm mà ngày xưa đi hầu các cụ các tổ, đặc biệt là cụ Tổ Hương cũng rất là giỏi về cái vấn đề tâm linh này. Cho nên là mồ mả thì chúng ta đặc biệt mà xây thì cái để cái chỗ để bát hương tốt nhất, chúng ta cũng đừng có cho bát hương sứ vào làm gì, không cần cho bát hương sứ vào. Nếu mà có cho bát hương sứ để cắm hương ấy, thì chúng ta vẫn phải để một cái ở bên dưới cách đó khoảng 10-15 phân, để một cái khoảng to bằng cái bát hương đó, để cho nó thông, để thông ra gọi là thiên địa nó thông nhau, chứ đừng cho bát hương vào để bịt kín đi. Đi làm cái gì cho bát hương vào, cái thứ nhất là để sợ trẻ con nó, trẻ chăn trâu nó nghịch nó gì, nó lấy hòn đá cái hay là cái gậy nó đập vỡ đi, chúng ta lại lo lắng. Tốt nhất cứ để một cái khoảng đất như thế là tốt nhất. Ngày lễ ngày Tết chúng ta đến thì nhổ vài cái cỏ đi, cắm cái hương vào, thế là xong. Mà sau này nếu trong cái đất nó có lún, nó có sụt xuống thì chúng ta lấy đất sạch cho nó vào, là cái đấy là rất là tốt. Đấy, ngày xưa thì chúng tôi đi thị đà cố hòa thượng viện chủ hương thượng viên Hà Thành thì học được những cái đó. Hôm nay cũng nói lại với các Phật tử chúng ta để biết được, và chúng ta các sư thì cũng có thể chúng ta hướng dẫn cho các Phật tử để các Phật tử biết. Nhiều người họ không biết đâu về tâm linh, nhiều người ở trên đời họ không có, lúc sống còn mạnh khỏe còn trẻ không có nghiên cứu gì, không có để ý gì. Đến khi gia đình có người mất, xong họ có người mất một cái thì họ cũng chả biết cái đường nào mà làm cả. Họ bảo có người mách như nào làm thế, nhưng mà có người mách đúng thì làm đúng thì tốt, mà người mách sai thì làm sai thì rất là nguy. Cho nên ở đây thì trường hợp này Phật tử này thì nói là mồ mả là cái để nếu có muốn xây á, thì xây, nếu muốn xây tròn thì xây tròn xung quanh, mà xây vuông theo cái hình mộ hình chữ nhật đó thì cứ xây lên, nhưng mà ở trên kia nên để nguyên cái đất, để nguyên đất để cho âm dương, âm dương nó thì nó giao thoa được với nhau một cái thì tốt nhất, thì cái mộ đó thì càng ngày càng tốt, con cháu thì cũng ngày càng tốt. Nhưng tuy nhiên làm Phật tử thì chúng ta phải hướng thiện và làm được thiện, lấy công đức thiện để làm cái nền tảng, làm cái gốc rễ, chứ không có thể cứ chờ vào cái mộ pháp mà chúng ta để làm nhiều những việc xấu việc ác là không có được. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Câu thứ 5, Phật tử đã hỏi bạch thầy, con có một đứa cháu ở xa quê, vừa rồi cháu có xây nhà gần hoàn thành thì xảy ra một sự cố là một thợ xây bị ngã giáo, ảnh hưởng đốt sống, giờ chưa biết sống chết ra sao. Vì vậy tâm mọi người không an khi ở nhà và cũng bị thế gian họ gièm pha nhiều. Vậy con mong thầy chỉ dạy cho gia đình chúng con nên làm như thế nào để âm dương được hài hòa ổn định, và chúng con nên tụng kinh gì để giải nạn
cho cả chủ và thợ ạ. Có đấy. Phật tử này cứ nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Một ngày với ba thời, sáng, chiều và tối. Ngày ba thời, sáng tụng quyển thượng, bát nhã và niệm Phật theo như các sư hướng dẫn. Chiều khoảng độ tầm 5 giờ 5 rưỡi tụng quyển trung, bát nhã và niệm Phật. Tối khoảng độ 8 giờ đến 8 rưỡi bắt đầu vào tụng quyển hạ. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đọc tụng. Nếu có ban thờ Phật thì đọc đối trước ban thờ Phật là tốt nhất. Không thì cứ ban thờ thần linh gia tiên mình tụng. 21 ngày ròng rã như thế, hồi hướng, sám hối với các vị long thần thổ địa ở nơi đó, và sám hối với các cụ tổ tiên của mình, và đặc biệt là cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng vân vân gia trì cho gia đình chúng ta, và cầu nguyện là ở trong cái mảnh Bồ Tát Địa Tạng, là ở trong cái mảnh đất gia đình nhà mình đang ở đó, nếu còn vong linh nào mà còn phảng phất, những oan hồn nào chưa được siêu thoát ở trong khu đất nhà mình á, thì nguyện cầu Bồ Tát phóng đại quang minh chỉ đường dẫn lối và thuyết pháp giáo hóa cho cái thần thức, cái vong linh đó được đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới an lạc, cảnh giới an lành tốt đẹp hơn, đó là cõi nhân hoặc cõi thiên, vân vân. Đó thì khi mà họ được, họ nghe Bồ Tát Địa Tạng á, giáo hóa, dùng thần lực á, để dẫn dắt họ đi đầu thai thoát hóa, thì nó trả lại cái mảnh đất nhà gia đình nhà mình á, là trong sạch. Giống như mà cái đất nhà mình, tôi lấy một ví dụ, nhưng mà nó có gì? Có phân do bùn đất đầy rẫy ra. Nay chúng ta muốn làm nhà làm cửa thì đem hót sạch sẽ đi. Đem cào bỏ hết cái đất bẩn nó đi và đổ đất 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 tốt vào, đất đất cát sạch sẽ vào, chúng ta mới làm nhà lên nữa, thì ở nó không bị hôi thối, không bị bẩn thỉu, không bị nhàm gớm. Tương tự như thế thôi. Đó, cho nên cũng có trường hợp có những cái oan hồn, những oan gia trái chủ, những vong linh, thậm chí là quỷ thần, nó ở trên cái mảnh đất nhà mình làm nhà lên, thì trường hợp đó ở vào thì cũng có rất nhiều trường hợp là gì? Gặp những cái chuyện là gia đình không được như ý, hoặc là gì, nhẹ thì gia đình lục đục, nặng thì ốm đau, mà nặng nữa thì sinh ra gì, tai nạn và chết chóc một cách là bất minh bất tường. Chúng tôi gặp rất nhiều những trường hợp như vậy và đã giải quyết giúp đỡ cho rất rất nhiều những gì, những trường hợp gia đình gặp những cái đất cát, nhà cửa mà không yên ổn như vậy được yên ổn. Ví dụ như ở dưới Mỹ Đức gần quê nhà sư ông Tâm, mấy năm trước tôi cũng thường kể đi kể lại mấy lần, có gia đình có cái anh chàng mà nó bị điên, nó cởi cả quần áo nó đi lang thang ngoài đường hàng chục năm trời, 6-7 năm trời, gần chục năm trời hay sao, hay là hơn chục năm thôi, nhớ không rõ, lâu lâu rồi lại không nhớ rõ cái thời gian. Nhưng mà có đại ý là có đứa con trai nó bị điên như thế, lúc mà nó nặng á, nó cởi cả quần áo lang thang ngoài đường, có khi hàng tuần, hàng nửa tháng, hàng tháng nó không về nhà, nó cứ gặp gì ăn đấy ở ngoài đầu đường xó chợ, gặp đồ xác thối thì ăn xác thối, thậm chí nó ăn cả phân do ở ngoài bùn đất ở ngoài đường, nó không ý thức được nữa. Nhưng khi bà mẹ lên đây khóc than vãn với chúng tôi thì chúng tôi thấy là gì, thấy cũng thương, cho nên giao cho một hai sư ông xuống tận nhà để xem. Và xong xuống để xem thì sư ông xuống xem thì bảo ôi thầy ơi, cái nhà này nặng nghiệp lắm. Cái thứ nhất là nhà này nặng nghiệp lắm, cái thứ hai đất nhà này dữ lắm, con cảm có một cái cảm nhận là thần linh thổ địa đó không hoan hỉ, mà nơi đó như là có hung thần, có ác ma, có quỷ sứ thì phải, ghê lắm. Con đến đó một cái là tóc gáy con gì không có, nhưng mà nó cứ dựng tóc gáy lên, có nghĩa nó cứ dựng lên mọi cái ở trong cái cảm giác là nó ghê, mà người thì nó khó chịu, nó bức xúc. Vì những người có cái cảm tu hành được một thời gian thì nó có cái cảm nhận về tâm linh đặc biệt. Tôi ngày xưa khi tu hành tinh tiến tôi cũng có một số những cảm nhận đặc biệt. Bây giờ thì do gì, biếng lười, nhiều tuổi rồi thì già rồi cho nên lười tu, cho nên bây giờ chả còn cảm nhận gì nữa cả. Giờ chỉ có mỗi cảm nhận thức ăn, ăn ngon biết là ngon, ăn dở biết là dở, nhưng ngon dở thì cũng đều hai bát cho no bụng, thế là qua ngày. Bây giờ chỉ cảm nhận được cái đấy thôi. Cho nên nhờ tôi mới nhờ sư ông đó xuống, thì sư ông về nói với tôi như vậy, tôi bảo vậy thì bây giờ thì thôi bác đi xuống, bác ấy thì cho bà cụ ấy thỉnh một pho tượng Địa Tạng, bác xuống bác làm lễ an vị cho họ, và cho bà cụ thỉnh quyển kinh Địa Tạng, bảo cụ ấy đọc tụng đi, đọc tụng đấy 49 ngày khoảng 100 ngày vào. Thế là bà cụ nghe nhất tâm đọc tụng khoảng hơn 20 ngày,
khoảng 30 ngày hoặc gần 30 ngày, con tôi không nhớ cái thời gian, nhưng mà chưa đến 49 ngày. Thế tự nhiên là thằng con này, thằng con trai nó về. Nó đi tắm rửa, nó bảo mẹ nó thì nấu cơm nó ăn, và nó bảo mẹ nó là mua bộ quần áo mới cho nó, mua có mang bộ quần áo cho nó mặc. Tắm rửa xong nó đi mặc quần áo xong thì thế nó bảnh bao ra rồi nó đi cắt tóc đi nữa thì thôi. Hết điên. Trở thành người bình thường. Lại biết làm việc gia đình, biết nấu cơm, biết giúp việc cho mẹ và người nhà. Đó. Rồi cũng ở dưới Mỹ Đức nó trong cái đạo tràng của Phật tử của bà Hê tổ trưởng đã có một đưa dẫn lên một cô điên 5-6 năm. 5-6 năm không làm được cái gì. Đi lên đây, lúc đi lên đây, lúc thì cười, lúc thì khóc. Lên chùa cũng không biết đọc kinh vì bà ấy không biết chữ. Ngày xưa nhà nghèo, còn bé không đi học, không biết chữ. Thì tôi bảo thì thôi không biết chữ thì cứ lên ngồi mà vái được. Thế lúc đầu thì bà ấy do nó cái tinh thần nó điên cuồng, nó còn loạn tâm, nó còn nặng quá, nó cũng không vào chùa được, vái được. Nó cứ lang thang ở ngoài. Thì lúc nào tôi đi qua tôi gặp tôi lại bảo là tôi vái Phật đi. Thế bà lại vái vái được một hai cái, xong lại thôi lại cười hề hề ra. Được một tí thì lại khóc tu tu. Thế được khoảng một tuần như vậy thì bắt đầu thì đỡ hơn một chút, nhưng thấy đỡ hơn một chút là đòi về. Tôi bảo chưa được, ở đây khoảng thêm là 2 tuần nữa cho nó khỏi hẳn đi đó. Thế là ở sang tuần thứ hai tiếp theo thì nó cứ đỡ dần. Sang tuần thứ ba thì lên biết niệm Phật, biết lễ Phật. Và sang hết tuần thứ ba một cái, thế là khỏi. Mấy hôm sau tôi bảo thôi ở thêm tuần nữa để làm công quả, quét dọn chùa chiền để làm công quả cho nó khỏi hẳn nữa thì về. Thế ở thêm một tuần nữa. Thế bà lên, bà hôm tôi đi xuống bếp thì thấy bà đi chạy long tong, cho bà bảo thầy ơi con khỏi hẳn rồi, thầy cho con đi về để con còn lo công việc, thì nhớ nhà lắm rồi, nhớ con nhớ cháu lắm rồi, thế cho con đi về đi. Tôi bảo khỏi chưa, mà khỏi rồi con thấy bình thường không có gì nữa cả, làm chủ được mình rồi. Tôi bảo ừ thế thì về thì chịu khó niệm Phật, không tụng được kinh thì chịu khó niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm vào nhà. Vâng, thế từ ngày đấy đến giờ 2 năm nay là gì, cũng khỏi, không có gì nữa cả đó. Thế cho nên ở đây thì chúng ta thấy là có tâm tín kính Tam Bảo, nhất tâm tụng kinh niệm Phật sẽ được Phật gì, Phật Bồ Tát độ cho, thoát khỏi những cái chướng nạn hạn ách ở trong trong gia đình chúng ta. Vì vậy mà trường hợp Phật tử này đó, thầy khuyên là cũng nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng thì mọi những cái chướng duyên, mọi những cái tai nạn, mọi những cái lo âu sợ sệt ở trong cái ngôi nhà đó dần dần sẽ tan biến và nhường lại cho gì, một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và tràn đầy hạnh phúc, với có cả gì ông nội bà nội và con trai con dâu rồi cháu nội đầy ắp tiếng cười. Nói chung là trong nhà đầy ắp tiếng cười an vui hạnh phúc mà thôi, nhưng mà phải cố gắng chịu khó hoan hỷ nhất tâm để đọc tụng bộ kinh này từ 21 ngày đến 100 ngày, một ngày đọc lấy gì, lấy cả 3 thời quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, sáng chiều và tối, như vậy thì sẽ tốt hơn. Đó. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, cách đây đã mấy chục năm, bố chồng con có tham gia thanh niên xung phong rồi đi phá một cái miếu bên đường và còn lấy một ít gạch về lát sân và còn lấy cả cây thánh giá về đập lúa. Xong bố chồng con còn mua cả ngói của nhà thờ nữa. Một thời gian sau thì bố chồng con thỉnh thoảng cứ bị lên cơn như người điên, mắt cứ long lên trông dữ lắm thầy ạ. Và còn nói là có người đuổi bắt đi và cứ chạy vào buồng nấp hoặc chạy đến hàng xóm nấp. Và rồi có lần đi đến mấy ngày không về và tìm thấy xác ở dưới sông cách nhà mấy cây số. Bố chồng con mất năm 2000 thì đến năm 2009 thì chồng con lại tái diễn giống bố chồng con và rồi treo cổ tự tử ở ngay trong buồng nhà con vậy. Con kính bạch thầy, việc đó có phải người âm hành không ạ? Vậy con tụng kinh niệm Phật, ăn năn sám hối thì nghiệp chướng nhà con dần dần có tiêu trừ được không? Hoặc phải làm thế nào? Con kính bạch thầy, trả lời dùm con cho gia đình con được biết. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Nhân quả, nhân quả báo ứng không sai.
Trong kinh Đức Phật nói là gieo nhân nào chúng ta sẽ hoặc phải gặt quả đó. Đây là cái quy luật vận hành của nhân quả. Ở đây Phật tử, có Phật tử nào hỏi rằng đấy, kể có câu chuyện rằng là ngày xưa mấy chục năm trước thì bố chồng đi làm, đi thanh niên xung phong, có phá một cái miếu ở ven đường và lấy ít gạch về để lát sân nhà, rồi còn lấy cả cái cây thánh giá, cây thánh giá này các viên đạo Thiên Chúa, mang về nhà để làm cái gì, làm cái đấy để đập lúa. Thì chúng ta biết là ngày xưa là đi gặt về là không có máy tuốt đâu, thì thường là đập bằng cái gì, bằng cái cối đá hoặc là bằng cái gì. Ở đây ông này thì lấy cái cây thánh giá mang về để gì, để đập. Cho nên một thời gian sau thì đến năm, một thời gian sau thì tự nhiên ông bị điên điên khùng khùng. Và đến năm 2000 thì ông cứ điên, ông bỏ nhà đi, và cái đi mấy ngày như vậy không về, thì khi mọi người tìm thấy ông ở dưới sông. 9 năm sau. Tức là gì? Tại sao không phải là gì? Là 10 mà không phải là 8 mà là 9. Chúng ta về pháp số học ở trong Phật giáo thì thường là 7 và 9 là hai cái số để viên mãn. Tức là cái quả nó gì đến lúc là 9 mùi đấy. Cái số 9 và số 7 là cái gì? Chỉ cho cái sự viên mãn thành thục ở trong gì? Ở trong Đức Phật nói ở trong nhân quả. Cho nên chúng ta thường là hay thấy tông chú thì thường là hoặc 3 hoặc 7 hoặc là 9. Nhưng mà 9 là thì thường ít, nhưng mà 7 là hoặc làm cái gì cũng thường là cái gì quan trọng thì thường là 7. Con số 7 và con số 9. Thế đây là đến 9 năm sau, thằng con trai của ông cụ ấy tiếp tục, tức là chồng của cô này, cái cô đưa câu hỏi này. Anh con trai của ông cụ ấy tiếp tục căn bệnh giống như bố và treo cổ tự tử tại trong cái căn nhà của mình. Đây là nhân quả, báo ứng không có sai chỗ nào. Thì cái trường hợp này không chỉ có riêng gia đình nhà này đâu, mà cái thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt sau giải phóng năm 1945, tức là giải phóng Pháp đó, thì đằng ngoài của chúng ta là đã hoàn toàn giải phóng. Từ vĩ tuyến 17 trở vào thì sau đó thì là gì? Bên đế quốc Mỹ và tay sai của Mỹ thì ở trong chế độ Ngụy, trong cai quản bên trong thì đất nước chúng ta chia cắt. Nhưng ở đằng ngoài sau có một cái thời gian là cải cách văn hóa, cách mạng văn hóa, xin lỗi, gọi là cách mạng văn hóa. Cái thời này thì cứ nói là giặc Pháp đốt đình phá chùa nhưng không phải đâu. Chính là gì? Một số những cái cán bộ mà thiếu hiểu biết về cái truyền thống tín ngưỡng tâm linh của dân tộc cũng như các tôn giáo ở trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam này đó. Cho nên là đốt đình phá chùa, nhà thờ tổ, nhà thờ họ vân vân đi tất. May mắn là gì? Là còn giữ lại được một số, chứ không có là ngày đó mà cứ để một thời gian sau là hết. Hết sạch luôn. Cho nên là chúng ta bây giờ cứ đổ cho là giặc Pháp đốt phá, nhưng thực thế này chúng ta đốt phá một thời, đốt phá cái thời gọi là cách mạng văn hóa, học theo Trung Quốc cũng đốt đình phá chùa, Việt Nam chúng ta lúc đó cũng đốt đình phá chùa thôi. Đây là quá khứ nhưng mà thôi, cũng phải nói lại để chúng ta biết. Thì cái thời đấy chính là cái thời mà ông bố chồng của cái cô đưa câu hỏi này này, đấy cái thời đấy gọi là đi làm thanh niên xung phong. Cho nên là thấy đình, thấy miếu, thấy đền miếu nhỏ bên này nó phá, và sau này còn lấy về ngày quái về để lát nhà, để làm nhà, và đặc biệt là lấy cả cây thánh giá của gì, của đạo Thiên Chúa về để làm cối đập luôn. Cái này thì tôi kể mấy cái tương tự như này, tôi kể mấy lần, hai ba lần với các vị Phật tử chúng ta rồi. Ngày xưa tôi về năm 1997, tôi về chủ trì cái chùa trong năm, cái chùa đó sư phụ tôi, và sau này là chủ trì cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức Hà Tây, ngày xưa bây giờ là Hà Nội. Thì cái chùa Ngọc Tân tôi về chủ trì cũng tín nó bị phá, về trong năm cũng tín bị phá, bị phá gác chuông rồi, gác chuông thì phá gần hết rồi, cái đất vào đường vào chùa thì cũng bị đào gần hết rồi, còn mỗi cái đường vào chùa khoảng 1 mét nữa thôi, hai bên là đào là vực hết, lấy đất để đi đắp đê, thì còn khoảng 1 mét cái lối vào nữa.
Nó đào sâu đến 2-3 mét, mọi người là người nằm yếu yếu nó không dám vào, người già nó không dám vào. Chùa thì đổ nát, không có người trông nom, mà còn cái gác chuông thì phá gần hết. Người thì ra lấy về làm gì, làm ván, người cái ván bưng về để làm cái này cái nọ, vân vân. Nhưng may mà cũng giữ lại được, còn bảo là cái xã nó có hai cái chùa lớn thì đều phá hết. Nhưng kể cái câu chuyện mà ông gọi là các cụ thường vẫn nói, có một cái ông mà bị quả báo nặng nhất trong cái vấn đề phá cái gọi là chùa Vĩnh, cái chùa dưới cổng làng ấy, cái chùa to nhất, cái xã Yên Sở có bốn chùa thì chùa là to nhất, giữa cổng làng luôn, trung tâm làng giữa cổng làng vào luôn. Thì khi phá cái chùa này thì có cái ông gọi là ông xã đội trưởng, tôi xin không được nói tên, ai muốn thì cứ về cái chùa Ngọc Tân hay cái chùa Pháp Vũ bây giờ hỏi các cụ có thể kể cái câu chuyện phá đình phá chùa Yên Sở để cho mình nghe. Đấy, cái ông đó ngày đó ông đang làm xã đội trưởng. Xã đội trưởng tức là phụ trách mảng quân sự của xã đó. Thế thì ông này thì khi mà nhận được cái lệnh là ra được dỡ cái chùa Vĩnh, cái chùa dỡ làng, thì ông này ra và ông này lên, ông này trực tiếp là sờ đầu tượng. Ông sờ đầu Phật và ông nói là cái đầu mấy ông của Phật, ông ấy trêu bảo là tại sao Phật không có tóc, ông nào cũng không có tóc thế này. Và ông nói là ước gì đấy, cái trời nắng nóng như thế này tôi thì cũng đầu tôi cũng không có tóc thế này cho mát thôi. Ông sờ một vòng như vậy xong bắt đầu thì ông ôm tượng, ông vứt hết xuống giếng, vứt hết xuống dưới cái giếng chùa và lấp lại. Xong về nhà mấy hôm sau thì tự nhiên tóc không rụng, tự nhiên rụng hết, rụng hết tóc, không còn tóc. Mà không hết, khi mà tóc ông không còn nữa một cái thì cũng là lúc mà gì, ông ốm. Ông nằm lăn, ông ốm, ông không đi công tác, không làm việc được nữa thì nhà nước, xã người ta mới cho ông nghỉ sớm, không làm việc. Và đặc biệt là ông có hai thằng con trai. Một thời gian sau thì vợ ông ấy chết và ông nuôi hai thằng con trai. Có hai thằng con trai, ba bố con sống với nhau như vậy. Đến khi hai thằng con trai lớn, thằng lớn lên 18, đôi mươi ấy, thì nó đi trên đường thì bị cái, nó một hôm cái xe công nông, ngày xưa mới chỉ có xe công nông, nó chở vật liệu cho cái nhà hàng xóm. Thế nó mới chạy sang nó xem thì cái lúc công nông lùi thế nào thì nó thanh niên như vậy đấy mà công nông nó lùi ngang cái đầu, bẹp cái đầu của thằng con trai. Thế ngồi nó bẹp cái đầu của con trai phải chết tại chỗ. Chưa hết, còn thằng thứ hai, 2-3 năm sau cái thằng con trai đó lớn lớn và thay bố thì chưa lại đi cái xe bò ấy. Cái xe có một con bò, và cái xe có một con bò nó kéo cái xe mà cái bánh to to đó, làm cái bánh công nông, bây giờ làm cái xe đó đi chở vôi, chở cát, chở đá, gọi là đi chở thuê. Thì ông có cái xe bò như thế. Thì cái thằng con thứ hai lớn thì nó thay ông nó đi nó chở như vậy. Thì một hôm nó chở đến cái cầu, gọi là cái cầu bãi giữa cái dân Phúc Đức với cái dân Yên Sở. Dân Phúc Đức thuộc chùa Thầy, Sài Sơn chùa Thầy, và dân bên bãi của Yên Sở, cái cầu, cái dân đấy gọi là cầu bãi. Tôi ngày xưa đi về hay đi suốt vài cầu đó, mà cầu đấy ngày xưa nó bé. Thì hôm cái thằng con trai của thằng thứ hai của ông ấy đi chở vôi ở trong trong cái chỗ khu bãi, đi về đó, về vừa tới cái cầu đó thì bắt đầu sấm chớp đổ mưa và sét nó đánh trúng cái thằng con trai và cháy xém, cũng chết tại chỗ. Thế là sau khi mà phá cái chùa Vĩnh, sờ tượng Phật và nói là ước gì đầu tôi cũng được gì, cũng được chọc như thế này để cho nó mát mẻ, thì về mấy hôm sau tự nhiên tóc rụng hết và làm cho một trận ốm. Thập tử nhân sinh thì liền là bị nghỉ việc. Một thời gian sau thì bà vợ chết, thì một mình ông phải nuôi hai con. Nuôi hai đứa đến 18 đôi mươi thì một đứa thì bị công nông gì chẹt vỡ đầu và ông chết tại chỗ. Còn một đứa thì thay bố đi chở vôi từ ở trong cái làng Phúc Đức ở chùa Thầy để về cho bán cho dân đó. Thì đến cái cầu bãi đó cũng bị sét đánh chết tại trên cầu luôn. Và ông suy nghĩ nhiều quá cho nên gì, ông bị bệnh thần kinh. Và từ đó trở đi cho ông cứ đi lang thang ngoài đường để ai cho cái gì thì ăn. Và thần kinh rồi không làm việc, ai cho gì thì ăn, thậm chí là ăn cả những cái đồ bẩn đồ thối ngoài đường. Mà đến năm 1994-95 thì ông mới chết. Khi tôi về chùa năm 97 thì ông mới chết được. Và các Phật tử thường kể lại cái câu chuyện phá đình phá chùa đó. Cho nên đây là quả báo, nhân duyên quả báo khủng khiếp như vậy. Thế còn cái trường hợp này nói là gì đấy, bố chồng thì
điên điên khùng khùng như thế và tìm thấy xác ở dưới sông. 9 năm sau chồng của cô ấy, tức là con trai của cái ông cụ ấy, rồi cũng điên điên khùng khùng như thế và treo cổ tự tử ở tại nhà mình. Và đây Phật tử, điều quan trọng chốt là Phật tử này hỏi đó, thế bây giờ làm thế nào để cho gì? Và còn Phật tử hỏi ý thứ hai, nói rằng ngày Tết có tụng kinh nào vào ngày Tết? Kinh Địa Tạng có tụng được không? Được. Kinh Địa Tạng tụng được, tụng rất tốt, chứ không phải là tụng được, mà tụng vào ngày Tết cũng rất là tốt. Thì tùy theo, nếu mà chúng ta mấy ba ngày Tết, hoặc là một tuần Tết, hoặc là tháng riêng Tết chẳng hạn, vân vân, chúng ta có thể là thay đổi bằng cách cho nó thay đổi là tụng kinh Hồ Môn hoặc kinh Dược Sư cũng được. Nhưng mà theo tôi thì không quan trọng. Các Phật tử chúng ta, nếu mà theo đạo tràng Tịnh Tông Việt Nam, chúng ta tụng Địa Tạng quen rồi thì chúng ta cứ tụng Địa Tạng, không có ảnh hưởng gì cả, cũng rất là tốt. Sau một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, không vượt qua chú thím, có nghĩa đây là chắc là Phật tử này không vượt qua được chú và thím của con, cúng 49 ngày cho bà con nhờ thầy đi mở phủ, có mặc áo cà sa vàng nhưng không xuống tóc. Thầy có bàn thờ Phật và có ảnh Tây Phương Tam Thánh, có ảnh Bồ Tát Địa Tạng, mã ngũ phương và rất nhiều vàng mã, và có nhiều hình các vị hộ pháp, có cúng gà và một mâm cỗ mặn, có phóng sinh. Con kính bạch thầy, khoa cúng như vậy thì bà con có được siêu thoát không vậy? Con kính bạch thầy, từ bi thì xả chỉ dạy cho chúng con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có Phật tử này hỏi rằng không vượt qua được chú thím. Thế như là trong gia đình đi cúng cho, cũng cho cũng 49 ngày cho chắc là cho mẹ chồng hoặc là cho mẹ mình gì đó, cũng đó, không vượt qua được chú và thím, bố chồng hoặc mẹ chồng, có cái này trường hợp như vậy, mẹ chồng, chú thím là mẹ chồng như vậy, chú và thím, em bố mà, em bố, chú và thím tức là em bố, tức là em bố đứng lên cúng. Đấy thì cái trường hợp này nói, Phật tử này nói là không vượt qua được, tức là để chú và thím đứng lên lo cái đám cúng này, mời một ông pháp sư theo đạo tứ phủ, tức là theo để đồng bóng này, nhưng cũng có mặc cà sa, có mặc cà sa. Ở trên bàn thờ thì có bày ảnh Tây Phương Tam Thánh và Địa Tạng, nhưng đặc biệt khi cúng là có vàng mã rất là nhiều, có hình nhân thế mạng, hình các vị hộ pháp vân vân. Nhưng mà đặc biệt lúc cúng là để có cúng một con gà và mâm cỗ mặn, nhưng mà cũng có phóng sinh một chút, phóng sinh. Hỏi là khoa cúng như vậy thì người thân mất kia thì có được siêu thoát không? Cái này thì tôi không trả lời siêu thoát hay không siêu thoát, nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ để các Phật tử chúng ta tự suy nghĩ. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, lấy một cái dẫn dụ, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một Bà La Môn, trời lạnh đến gì, đến âm đến 4-5 độ C, tức là rất lạnh. Có tuyết, rồi có băng,
thậm chí trên mặt sông những chỗ mà nước 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 mà nó ít nước đóng băng ở trên mặt nước. Thì khi đó Đức Phật khi mới thành đạo xong, ngài thấy một vị Bà La Môn thì lạnh căm căm như vậy mà mặc có một cái quần ngắn thôi, cứ đi xuống lặn hụp ở dưới cái con sông Hàn. Phật chờ cho ông ấy, lặn hụp chán đi đó, vì khi thấy lên ông ấy rét run cầm cập, và thậm chí nó là thấy ông ấy ngất lịm ở dưới đó, và Phật phải đi xuống để lôi ông ấy lên. Lôi lên cái khi mà thì đắp ấm, đắp lấy y đắp ấm cho ông ấy rồi, thì hỏi ông ấy, ông tại sao ông lại làm như thế, gia đình có chuyện gì hay là sao vân vân, mà ông lại định quyên sinh tự tử. Thế ông bảo không, thế không phải, không, tôi không phải là tự tử, mà đây là do gì, do tôi đang cầu nguyện. Thế Phật mới hỏi ông cầu nguyện cái gì, ông bảo là ông cầu nguyện là gì, ông cầu nguyện thần Shiva để phải, thần nói là phải trời lạnh thì phải tu hành khổ hạnh xuống dưới nước này để ngâm mình dưới nước khổ hạnh như vậy thì mới được thần Shiva yêu quý. Trời nóng thì phải gì, đem thân ra để phơi ở ngoài nắng thì mới được thần là thương tưởng, vân vân, để một cách tu, một phương pháp tu khổ hạnh như vậy thì mới được các thần thì thương, các thần mới sau khi chết các thần mới cho lên quay trời. Đấy là một phương pháp cầu nguyện tu hành khổ hạnh, nhưng mà cầu nguyện ép xác. Và bây giờ Đức Phật nhân đó mới lấy một cái ví dụ nói rằng này Bà La Môn, ví như là có một hòn đá rất lớn, ông em ông bê cái hòn đá ông vứt xuống dưới sông, mà ông ở trên bờ sông này ông cầu nguyện cái hòn đá nó có nổi được, tự nổi được lên không. Bà La Môn không một chút do dự suy nghĩ và nói rằng chắc chắn là không, chắc chắn là không. Vì muốn cho hòn đá thì vậy, Đức Phật hỏi vậy muốn cho hòn đá đó nổi lên khỏi ở dưới lòng sông và lên nổi lên khỏi mặt nước và lên trên bờ thì phải làm thế nào. Bà La Môn nói rằng chắc chắn là phải lội xuống, nhảy xuống, lội xuống và gì, mò hòn đá đó và vớt hòn đá đó lên thì hòn đá đó mới nổi lên và mới ở trên bờ được. Đức Phật nói rằng này Bà La Môn, tương tự như thế, cái việc tu hành khổ hạnh ép xác rét căm căm như vậy mà ông nhảy xuống sông, ông ngâm mình như vậy, ông nói rằng để tu như vậy là gì, là để cho thần Shiva thương, và sau khi gì còn sống thì được Phật được thần gì để ý thương tưởng, và chết đi thì được thần gì, thần rước về cõi để cõi trời để hưởng phúc báo. Đức Phật nói rằng cũng tương tự như vậy, giống như ông ấy ném hòn đá xuống dưới lòng sông, ông chỉ ngồi trên bờ ông cầu nguyện thì không bao giờ hòn đá đó gì, hòn đá đó nổi được lên khỏi mặt nước và tự nhiên nó bay được lên thì lên trên bờ đâu, mà gì phải tu. Ý của Đức Phật nói là mình phải tu tâm dưỡng tính, làm các việc công đức thiện lành mới có thể tiêu trừ được nghiệp trước, mới có thể tăng trưởng được phúc báo nhân duyên công đức vân vân. Cũng giống như mình phải gì, phải cởi quần áo ra hoặc là gì sắn quần xuống mà gì lội xuống dưới sông và đi mò quần áo đó và gì và đem nó lên bờ, đem nó lên, tương tự như vậy. Và đây ý tôi muốn đưa ra một cái câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, đó là gì, đó để chúng ta tham khảo và nghiên cứu. Tương tự như vậy, cái người mà họ đi sai đường lạc lối, thế nào là sai đường lạc lối, tức là gì, trong đạo Phật gọi đó là gì, đi theo con đường tà mê tín dị đoan, thân của họ chẳng cứu được họ thì làm sao họ có thể cứu được mình. Họ là gì, họ còn bị chịu cái gì, cái sự khống chế của gì, của quỷ thần, tức là cha, tức là họ mà không làm chủ được mình. Theo đồng bóng, nhưng mà đồng bóng là đồng bóng, nếu mà nó mặc quần áo đồng bóng sao đây, là nó khoác cả xa của gì, của Phật, nó thờ Phật khoác cả xa của Phật, tức là gì, nó mượn để mượn hình ảnh của Phật, mượn pháp phục của tăng để làm nghề gì, mưu sinh kiếm sống, tức là kiếm tiền, đi cúng tức là để kiếm tiền. Ví dụ họ đi cúng miễn phí chẳng hạn, đi cúng từ thiện chẳng hạn thì còn may ra còn có một chút công đức phúc báo, nhưng họ cúng xong để gì? Để lấy tiền. Thậm chí là họ thì có thể cúng bây giờ 100 bông thì đến gì, đến 900 đến 99,9,9,9 ông thầy cúng đi,
đều ngã giá với các gì, các gia đình con nhang đệ tử và các gia đình Phật tử chúng ta thì đám cúng bao nhiêu tiền, đúng không? Thậm chí bây giờ xin thưa các vị, có thể sư còn ngã giá với các Phật tử là gì, là cúng đám cúng này bao nhiêu tiền. Ví dụ đám cúng này cúng 35, 49 này chẳng hạn, ở trong nội đô Hà Nội bây giờ các chùa thì bây giờ toàn là gì, ít cũng phải 10 triệu, bình thường là 2 đến 30 triệu. Đây là một số các chùa trong nội đô Hà Nội, chúng tôi qua cái tiếp xúc thì chúng tôi công tác giáo hội cũng hay đi học đi hành, anh em khi mà anh ngồi nói chuyện với nhau thì biết được cái đó. Các chùa trong nội đô, các quận trong nội thành bây giờ, các chùa lớn lớn là sư càng có uy tín một chút thì giá càng cao, xin lỗi các quý vị, giá lại càng cao. Bình thường sư không có uy tín thì 5 triệu, 10 triệu thôi. Nhưng mà sư đấy mà có chức sắc uy tín ở đấy, tôi không nói, không phải là nói là ý là uy tín ở gì, ở cái vấn đề tu tập Hoằng Dương Chính Pháp, tu hành chân chính, mà uy tín ở đây là có một chút chức sắc trong giáo hội, ý như thế. Có nghĩa là ngôi vị hòa thượng hoặc ngôi vị thượng tọa, có chức sắc to trong giáo hội chẳng hạn, đấy là uy tín ở cái chỗ đó. Đến những cái ngôi chùa đó mà xin cúng một khóa lễ cầu siêu 35 với 49, các vị cứ tin tôi đi, hãy tin tôi, hãy chuẩn bị ít nhất phải tầm 20 triệu trở lên. Có uy tín chút như vậy. Rất ít những chùa mà gì có các vị chức sắc có uy tín trong giáo hội như vậy mà họ thì họ hoằng pháp cũng có, nội thành nhà nội chúng ta cũng có, nhưng mà ít lắm các quý vị đến ở trên đầu ngón tay. Cho nên đó, đấy tôi mới nói là bây giờ đến gì, đến sư là người xuất gia tu đạo trên cầu khất cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tập minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng mà bây giờ còn rất nhiều người lạc lầm đường lạc lối, coi cái vấn đề thương cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh là việc gì, cái việc xa xôi, mà coi cái việc gì cúng bái kiếm tiền xây chùa, ăn uống nhậu nhẹt sinh hoạt bê tha tại chính ngôi chùa của mình trụ trì thì lại quá nhiều. Đây cũng là một cái vấn nạn của Phật giáo không chỉ Việt Nam chúng ta đâu, mà Phật giáo trên toàn thế giới. Thời mạt pháp mà, Đức Phật nói thời mạt pháp mà. Rắn rồng ở chung, cho nên rất khó để phân biệt đâu là một vị tu hành chân chính, đâu là một vị tu hành chỉ vì có thể bước đầu khi mới xuất gia tu hành chân chính, nhưng mà một thời gian sau vì cái danh văn lợi dưỡng ở thế gian đó, ngũ dục lục trần nó lôi cuốn khiến cho họ quên mất cái bản nguyện xuất gia của mình là gì, là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, vân vân và vân vân. Mà họ lại coi cái việc xây dựng một ngôi chùa lên rồi, xây xong ngôi chùa rồi thì gì, mình có quyền hưởng thụ, mình có quyền trụ trì ngôi chùa đó và cúng bái kiếm tiền và gì, và sinh sống vân vân và vân vân đó. Cho nên là bây giờ có khá nhiều những ngôi chùa các Phật tử đến nói với chúng tôi, nói rằng đến chùa hỏi một cái đám cúng ấy, sư thầy ngả giá, ngả giá luôn là phải bao nhiêu tiền. Cái này chúng tôi gặp rồi đó, năm ngoái có Phật tử ở dưới Hà Nam, Nam Hà Phủ Lý lên nói với chúng tôi là đến gia đình thì trong dòng họ bị trùng tang trùng phục, đến xin cúng cái đám cúng gọi là phả độ gia tiên, giải oan cắt kết trùng tang liên tá. Thế đến một cái thì thầy hỏi bạch thầy, mà thầy bảo ôi cái đàn lễ này rất là to, phải tốn kém nhiều tiền, nhưng mà cúng xong thì đảm bảo là gì, khỏi 100%. Thế gia đình được cái thầy chủ trì nói rằng rất nhiều tiền nhưng mà cúng xong là khỏi 100%, cho nên gia đình về bàn nhau. Và thế thầy cho biết như thế, chúng con về họp dòng họ là để bàn nhau. Thì mấy hôm sau thì cả đưa ông trưởng họ với cả các cô dì chú bác ông bà trong dòng họ đến, trên dưới 20 người đến để gặp sư thầy chủ trì. Thầy phát giá là gì, 100 triệu, à 150 triệu, 150 triệu. Gia đình bàn nhau một chút thì bắt đầu vào trả giá là gì, 100 triệu. Bảo thầy, thôi thầy bớt cho, thầy bớt cho chúng con, gia đình chúng con thì cũng mấy năm qua cũng có người trong dòng họ cũng mất mấy tám mạng người rồi, gia đình cũng kiệt quệ, ốm đau bệnh tật xong hết, cho nên kiệt quệ cả cái chi họ kiệt quệ. Bây giờ thì cố gắng chạy lắm được 100 triệu thì thầy hoan hỉ thì cúng cho. Thầy bảo không được,
100 triệu thì mới chỉ có đủ tiền lễ thôi, chưa có tiền này để cúng dường chư tăng, mà cúng phải cúng dường chư tăng thì mới để thỉnh chư tăng đến làm lễ cho, để cúng dường thì mới có phúc. 100 triệu là tiền mua lễ, xong lễ rất nhiều lễ, đúng cúng cái đàn đó thì nhiều lễ thật. Nhưng mà chúng ta có thể là tùy cơm gắp mắm được, có gì đâu. 100 triệu thì sắm, thì sắm cái lễ to, thì bây giờ chúng ta sắm thì 50 triệu thôi, sắm lễ vừa vừa cũng được, cũng chẳng sao. Phật thánh đâu có phải là cứ phải cô mâm cao cô đầy chất vất lên thì các ngài mới chứng đâu, cơ bản cái tâm thầy. Nhưng mà thầy ấy cũng không uyển chuyển được mà cứ bảo là phá 150 triệu nữa cũng. Gia đình thì giả lên một câu nữa là cho chúng con cố lắm là 130 triệu, thầy bảo không, nhất định trăm không đủ 150 triệu thì không cúng, không nói gì đến cái chuyện cúng gia đình đi về đi. Gia đình xin ra sân hội ý mãi thì cũng phải chấp nhận gì cúng 150 triệu. Phật tử này thì hay lên chùa, cũng nhà mình cũng mấy lần dự pháp hội rồi thì thấy là cả pháp hội nhà mình 4-5-7 ngàn người là gì, không có cúng thịt cúng rượu bao giờ cả, không rượu bia thịt cá bao giờ, mà vàng mã cũng có. Thì cứ tưởng là cúng 150 triệu đàn lễ thầy làm cho cũng trang nghiêm lắm, thỉnh các sư về cũng rất là trang nghiêm các thứ, nhưng khi cả gia đình lên thì cúng với ngã ngửa ra là gì. Cái đàn ngũ phương thì có gì, có 5 con gà, giết 5 con gà, một cái thủ lợn, chim bồ câu rồi tôm biển rồi các thứ, là làm 5 cái mâm của cung ngũ phương là như thế. Nhìn là Phật tử và nhìn đã choáng rồi. Vàng mã thì chất đầy chùa cũng nhiều lắm, đúng 100 triệu là cũng xứng đáng với cái tiền lễ thật, và sắm nhiều lễ lắm, nhưng mà toàn vàng mã với lại đồ vặt thôi. Cho nên Phật tử thì sợ, nhưng mà lúc đấy đã vào cúng rồi thì cứ nhất tâm niệm Phật, cũng không dám nói gì để đưa dòng họ ra đấy. Thì cúng xong một cái từ sáng đến trưa, trưa chiều, chiều đến tối, mất một ngày, từ sáng còn 8 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, 10 giờ đêm mới xong. Thì xong một cái thì thầy chủ trì bảo là được rồi nhé, thì bây giờ gia đình yên tâm, bây giờ là tuyệt đối khỏi rồi. Chưa đầy 2 tháng sau, một thằng cháu ở trong cái chi họ đó đi xe máy tự lao vào cột mốc và chết tươi ngoài đường. Đến cuối năm sau lại có một người bị bệnh ung thư trong cái thi họ đó mất nữa, thế là thành 9 mạng người trong vòng có 5-6 năm, 9 mạng người vì không bốc được mộ, cho nên 9 mạng người đã đi. Thế khi đó thì người ta mách nữa thì bảo là cô ấy nói mãi thì dòng họ lên đây, năm 2015 thì lên đây làm lễ theo 3 pháp hội thì đến giờ cũng yên. Mỗi ngày có 3 mâm cơm chay 200.000 thôi, tức là mỗi ngày hết có gì có 600.000. Với lại phóng sinh thì tùy tâm, chỉ cần là để người đến thôi. Và từ đó đến giờ là gia đình dòng họ, đến 2 năm nay, 3 năm nay, 2015 đến giờ, từ pháp hội tháng 4 năm 2015 đến là ổn, không sao nữa cả. Đó, cho nên ở đây thì chúng ta thấy là cái vấn đề cúng bái ở đây, nói là cúng như vậy có siêu hay không? Thì tôi lấy một cái ví dụ, Phật nói cái ông Bà La Môn cầu nguyện cho hoàn đá như thế. Chắc chắn là không cầu mà đứng trên bờ cầu nguyện hoàn đá lên, chắc chắn không thể lên được. Thì nhờ vào cái gì? Một cái ông thầy cúng giả sư, tức là mặc cà sa của tăng mà tức là giả sư, tóc thì vẫn còn, thờ thì gì? Tà đạo nhộn nhạo, Phật trở ra Phật, thánh trở ra thánh, nó theo hẳn thánh, nó chỉ cúng theo cái đường thánh không thì không sao, này nó là mặc cà sa giả sư, nó lên là múa may quay cuồng hoa đàn như vậy và hỏi cái đàn lễ như vậy có siêu hay không. Đấy, thì tôi lấy lại hỏi lại Phật tử chúng ta một câu hỏi là gì? Ông Bà La Môn như Phật nói là ngồi trên bờ để cầu nguyện, để đọc thần chú vân vân, hòn đá ở dưới sông có nổi lên hay không? Đấy là cái câu trả lời của tôi với Phật tử này, và nên động não suy nghĩ một chút thì sẽ có câu trả lời thôi. Sang câu thứ hai, có một Phật tử hỏi rằng: bạch thầy, con là Phật tử trên Hà Giang, vùng núi sâu xa hẻo lánh, nhờ chút duyên lành mà con mới biết tới chùa Khai Nguyên. Bạch thầy hoan hỉ cho con hỏi, mẹ chồng con mất cách đây 19 năm, nhưng ngôi mộ càng ngày càng to ra. Con đã đi xem nhiều nơi, đều nói ngôi mộ này không thể san cát được. Bạch thầy hoan hỉ bố thí cho con biết, trong trường hợp ngôi mộ như vậy thì con nên làm như thế nào? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc,
Từ khi con tụng kinh Địa Tạng tới nay, gia đình con lại càng an lạc hơn. Vì con ở quá xa xôi nên con muốn hỏi thầy, kinh Địa Tạng có thể tụng vào ngày Tết được không? Cuối cùng con xin tri ân công đức thầy và chúc thầy thân tâm an lạc để tiếp tục trên bước tiến bước trên con đường hoằng pháp và soi sáng cho chúng con. Cuối cùng con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở đây có một Phật tử ở tận Hà Giang. Rất tiếc là hôm trước thì thầy không đủ sức khỏe để trả lời trực tiếp để Phật tử nghe. Nhưng thầy tin rằng chắc chắn thì qua bài giảng ngày hôm nay, không sớm thì muộn Phật tử sẽ nghe được cái bài giảng này. Và thầy cũng xin trả lời cái ý thứ nhất, Phật tử hỏi rằng gia đình có một ngôi mộ của mẹ chồng mất cách đây 19 năm. Mà ngôi mộ này thì càng ngày càng to ra. Đi xem ở đâu họ cũng bảo là không thể san cát được. Không thể san cát được. Nghĩa là sao? Nghĩa như các cụ chúng ta ngày xưa nói là đây gọi là mộ gì? Mộ kết. Mộ kết. Thì thường thường theo cái quan niệm của dân gian và cái kinh nghiệm của cha ông chúng ta từ xưa tới nay thì cái ngôi mộ của các cụ hoặc người thân chúng ta mất mà chúng ta chôn, đem chôn một thời gian sau mà thì không phải là do đống muối đùn lên đâu, không phải, không có một chút muối nào đùn lên là nó cả. Nếu đống muối thì nó phải gì, nó phải cái muối nó phải gì, nó phải đi ra ngoài, nhưng mà cái mộ thì càng ngày càng to. Cái trường hợp này chúng tôi cũng chứng kiến hai ba cái rồi. Chúng tôi đến tận nơi chúng tôi xem. Ở dân gian chúng ta thường nói đây là mộ kết, hay còn gọi là mộ pháp. Mộ pháp hay là mộ kết, tức nghĩa là sao? Ở này thì về theo phong thủy học thì họ nói là gì? Là chọn được cái khu đất tốt và đặt cái gì, cái ngôi mộ đó vào trúng cái gì, cái huyệt mạch, hay còn gọi cái đại long mạch, hay gọi là cái long mạch. Thì nếu mà cái phúc của gia đình, dòng họ nhà đó mà có đặt chúng chỗ đó thì nó phát. Mà khi mà mộ phát thì thường có mấy cái trường hợp gì? Mộ kết á. Mộ kết thì thường là gì? Ở trong nó kết thì mới chỉ là ở trong cái quan tài thôi. Nó kết thì con người ta sau khi thường thường là mất thì chôn 2, 3, 4 năm sau thì nó thịt thà nó thối lưỡi đi, nó tiêu cái đi chỉ còn mỗi cái xương. Nhưng cái thường thường là mộ kết á, thì ở trong nó có thể có kết trắng hoặc là kết ngũ sắc, hoặc là kết gì, kết xanh, kết đỏ, kết vàng, vân vân chẳng hạn, thì tùy theo. Thì nó kết thì những cái màng màng nó kết kín ở trong đó và nó bao phủ, có trường hợp là cái xác ấy còn không tiêu tí nào. Có trường hợp xác không tiêu một chút nào. Trường hợp này cũng có. Tôi nghe ở dưới Mỹ Đức là có một cái trường hợp như vậy, nhưng mà gia đình không biết. Cho nên sau khi mà bốc thế như thế rồi, cứ thế là đem dốc hết xương đi, bắt đầu là cho vào quan tài, cho vào cái tiểu và đem đi chôn chỗ khác. Làm xong một cái mấy tháng sau cả dòng họ là liêu siêu. 3-4 người chết, người tai nạn giao thông chết, người thì ngã xuống sông chết, người thì mắc bệnh hiểm nghèo có mấy tuần thì chết. Cuối cùng là cả cái dòng họ đấy phải tìm đến đây để làm lễ, để cầu siêu, để sám hối. Khi đi xem ra đi thì họ mới bảo là đấy là mộ kết. Thì nhưng mà không biết con cháu làm mất rồi thì không thể làm gì được. Thì cái trường hợp này đấy cũng nói luôn nhé các Phật tử. Về các gia đình chúng ta mà gặp được cái trường hợp này, khi mà nếu mà sau này chúng ta đây là nếu tôi nói trước, nếu mà trong dòng họ hay gia đình họ hàng chúng ta sau này gặp cái trường hợp này thì mở quan tài ra đấy cái trường hợp nó khác lạ như vậy, thì chúng ta ngay lập tức đóng vào ngay và chúng ta vùi lại ngay, và chúng ta đem xây lại, để cái chỗ đó xây lại luôn, không cần phải chuyển đến chỗ khác nữa. Xây lại luôn, không cần phải chuyển đến, đấy là tốt nhất. Để phòng sau này trong dòng họ hay trong người thân của chúng ta họ hàng mà gặp trường hợp đó thì nên không chuyển đi nữa. Đấy, như cái trường hợp đến Mỹ Đức chuyển đi như vậy là rất là tiếc. Cái đó cũng do cái phúc không đủ hưởng một kết, nhưng mà phúc chưa đủ, quan trọng của họ chưa đủ để hưởng, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện không có người bảo. Cho như thế làm xong mới có người bảo thì nó xong mất rồi, thì lại gặp họa mất rồi thì mới có người bảo. Thì hôm nay chúng ta nghe mà biết được thì đây là một cái duyên nên nhớ đấy, thật lâu để sau này có thể gặp thì chúng ta xử lý. Ở đây Phật tử này nói rằng mộ của mẹ chồng mất 19 năm nay mà mộ cứ to ra,
cái này không chỉ có kết mà còn là phát nữa. Dựa vào đâu tôi nói như vậy? Cái chuyện mà Phật tử nói là gia đình đi xem mà ở đâu họ cũng bảo là không thể bốc được, không thể cất được á, thì cái này thì là tôi không dựa vào đây. Mà tôi dựa vào cái Phật tử nói là gì? Hiện giờ gia đình nhà con rất an lạc. Đó là cả gia đình nhà họ rất an lạc. Như vậy là gì? Tôi dựa vào cái này. Và Phật tử nói là từ khi mà tụng kinh Địa Tạng thì tới nay thì càng an lạc hơn. Tức là đi đúng đường rồi. Dựa vào hai cái thông tin mà Phật tử nói là gia đình rất an lạc và từ khi tụng kinh Địa Tạng lại càng an lạc hơn. Thì cái này là cái rất tốt. Mình không chỉ mà có phúc báo của tổ tiên để lại, gặp được cái gì, cái long mạch mảnh đất tốt, đặt mộ mẹ chồng vào thì may mắn gặp được đúng cái long mạch mảnh đất tốt, nó vừa kết vừa phát như vậy mà lại khiến cho gia đình đầm ấm an vui hạnh phúc, mà lại còn là gặp được Phật pháp, gặp được kinh Địa Tạng, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nữa, thọ trì đọc tụng đúng pháp đấy, lại càng an lạc hơn nữa. Thì đây là một việc làm cái phúc báo rất là tốt. Phật tử và cả gia đình nên biết trân trọng cái vấn đề cái phúc báo này, và nên nhân cái phúc báo này cho càng ngày càng sâu rộng hơn. Nên bố thí cũng giảm phóng sinh tu phục làm việc thiện, và đặc biệt nên chăm chỉ thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và các kinh điển đại thừa của Phật pháp để cho tăng thêm cái công đức phúc báo của mình, và hồi hướng cho các cụ cửu hiền thất tổ hình đại gia tiên nhà mình được tăng thêm phúc báo hộ trì cho con cho cháu. Còn cái trường hợp này mộ như thế này thì thầy cũng nên khuyên là không nên đào, nên bới, không nên xới, nên cày gì cả. Có đi chăng nữa thì cũng chỉ xây bao chung quanh. Nhưng mà đặc biệt mộ này này là không được xây kín, bị kín cả gì, cả trên cả dưới. Chỉ nên xây, nếu xây tròn hoặc là xây vuông theo cái hình mộ chẳng hạn thì xây như vậy, và nên để cái phần ở trên để đất như vậy, kệ, để kệ. Đừng có bịt hết, là bịt hết là gì? Âm dương nó không giao thoa được với nhau cũng không tốt. Ngày xưa thầy hay đi thị giả cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương, Thượng Viên Hạ Thành, thì cũng nghe cụ dạy các Phật tử về các vấn đề tâm linh, đặc biệt là về mồ mả, cũng rất là quan tâm, rất là chú trọng vấn đề mồ mả và đất cát, nhà ở. Vì nói chung là về phong thủy đó, về tâm linh đó, cụ rất giỏi. Chúng tôi thì có cái phúc riêng là được đi thị giả gần cụ 4 năm đại học trung cấp, thỉnh thoảng là cũng đi với cụ. Thấy cụ làm cho người ta, hướng dẫn cho người ta. Và đặc biệt là cái mộ bốc mộ sau khi cải cát, không chỉ cái mộ pháp đâu mà tất cả các ngôi mộ của gia tiên hoặc người thân chúng ta đã mất. Thì ngày xưa cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương là cũng là xây mộ đó. Mình không được xây bịt kín hết, mà phải để một cái chút là cái chỗ kiểu như để cắm hương đó. Chúng ta để cái đó và cắm vào đất để cho nó thông, gọi là âm dương. Âm dương thì nó phải thông nhau. Chứ mình xây bịt kín hết vào rồi ấy, thì giống như cụ bảo là giống như xây một ngôi nhà, để cái cửa vào xong rồi vào một cái xong mình đi ra mình khóa vào, mình khóa cái cửa vào, mình nhốt cái ở trong đấy, không ra không vào được. Cụ giải thích đơn giản cho chúng tôi hiểu ngày xưa như thế. Và tương tự như vậy ở đây, ngay ở xã Sơn Đông gần chùa Khánh Nguyên, ngay bên cạnh chùa có một gia đình ngày xưa làm ăn rất là phát, dòng họ có tiếng tăm ở cái đất Sơn Đông này. Thế khi có người đi nước ngoài làm ăn được phát đạt thì gửi tiền mấy trăm triệu về cho con cháu ở nhà xây mộ xây mả cho các cụ tổ tiên. Thì ở nhà thì các cụ đem xây thì xây rất là to, xây như một cái gian nhà này. Xây xong mà làm cửa cổng hẳn hoi, và khi đầu tiên làm cửa thì không khóa. Thì trời mưa trời gió thì còn trẻ con nó chăn bò chăn trâu nó nghịch, nó vào nó nóng mưa xong nó viết bậy đầy ở lên trên tường ấy. Thế gia đình mới làm cái cửa sắt, xem mang sang để khóa lại. Và khóa, từ khi khóa cái cổng của cái mộ đó vào, cái mộ nhưng mà xây một cái nhà. Các vị đến chùa Khánh Nguyên thì thấy cái mộ đó ở phía tay trái của chùa, là từ ngoài cửa chùa hướng vào. Đi cái đường cũ chúng ta thấy cái mộ xây như cái bằng một cái gian nhà, như một cái thất của người hay tu. Làm xong một cái, khóa xong một cái, một vài tháng sau một cái thì đứa con trai thì bệnh chết, một đứa thì tai nạn chết. Còn ông cụ đứng lên xây trưởng họ, đứng lên xây thì tự nhiên mất trí nhớ, không nhớ được cái gì cả. Ăn rồi bảo chưa ăn.
con cái không nhận được là ai cả. Thì khi nó đi xem thì họ bảo người thì người thầy thì bảo là động mồ động mả, người thì bảo là có rễ cây đâm vào mộ, đi đi chữa trị cả năm cũng chẳng có khỏi. Mà ông cụ vẫn cứ như vậy, họ hàng thì vẫn cứ có người ốm đau bệnh tật quạt quẹo cả ra. Thì khi đã sang đây tôi hỏi, hỏi tôi thì tôi mới bảo, vì cái mộ đấy tôi biết từ cái xây xây gần chùa mà xây to như vậy mà lại còn làm cái cửa đóng vào như thế, tôi đã biết là có vấn đề rồi. Nhưng mà thôi, người ta không hỏi thì mình không nói. Mặc dù ông cụ đấy cũng rất hay sang chùa, trước đây rất hay sang chùa, nhưng người ta không hỏi thì tự nhiên mình nói thì nó lại vô duyên. Cho nên để khi người ta hỏi đến hỏi mà cái tôi bảo đấy, ra để tháo bỏ cái cửa đi, trẻ con nó ve bậy thì kệ nó, cái duyên kệ nó. Ai bảo xây to và ai bảo xây kiểu đấy là gì? Bây giờ bỏ cửa đi, tháo bỏ cửa sắt đi và làm cái lễ tạ mộ các cụ, thế là ổn thôi. Thế tôi bảo làm xong như vậy thì cái tự nhiên là gia đình ổn, cả cái chi họ gia đình là yên ổn từ đó đến giờ. Mà ông cụ thì khôi phục được khoảng 70% trí nhớ, đi xe đạp được, đi chơi với mọi người được. Nhưng bây giờ thì tuổi đã 80-90 gần trăm rồi thì lúc nhớ lúc quên là nó do tuổi già. Còn cái dịp xiết dạo trước như vậy, cho nên mồ mả là rất quan trọng. Vì vậy không chỉ Phật tử này mà các Phật tử khác khi nghe được cái văn giảng này của chúng tôi, đây là nói về cái kinh nghiệm mà ngày xưa đi hầu các cụ, các tổ, đặc biệt là cụ Tổ Hương, cụ rất là giỏi về cái vấn đề tâm linh này. Cho nên là mồ mả thì chúng ta đặc biệt mà xây thì cái để cái chỗ để bắt hương tốt nhất, chúng ta cũng đừng có cho bắt hương sứ vào làm gì, không cần cho bắt hương sứ vào. Nếu mà có cho bắt hương sứ để cắm hương ấy, thì chúng ta vẫn phải để một cái ở bên dưới, cách đó khoảng 10-15 phân, để một cái khoảng to bằng cái bát hương đó, để cho nó thông, để thông ra, gọi là thiên địa nó phải thông nhau. Chứ đừng cho bát hương vào để bịt kín đi, đi làm cái gì. Cho bát hương vào, cái thứ nhất là để cho trẻ con nó, trẻ chăn trâu nó nghịch, nó thì nó lấy hòn đá cái, hay là cái gậy nó đập vỡ đi, chúng ta lại lo lắng. Tốt nhất cứ để một cái khoảng đất như thế là tốt nhất. Ngày lễ, ngày Tết chúng ta đến thì nhổ vài cái cỏ đi, cắm cái hương vào, thế là xong. Mà sau này nếu trong cái đất nó có lún, nó có sụt xuống thì chúng ta lấy đất sạch cho nó vào, là cái đấy là rất là tốt. Đấy, ngày xưa thì chúng tôi đi thị đà cố hòa thượng viện chủ hương thượng viên Hà Thành thì học được những cái đó. Hôm nay cũng nói lại với các Phật tử chúng ta để biết được, và chúng ta các sư thì cũng có thể chúng ta hướng dẫn cho các Phật tử để các Phật tử biết. Nhiều người họ không biết đâu về tâm linh, nhiều người ở trên đời họ không có, lúc sống còn mạnh khỏe còn trẻ không có nghiên cứu gì, không có để ý gì. Đến khi gia đình có người mất, xong họ có người mất một cái thì họ cũng chả biết cái đường nào mà làm cả. Họ bảo có người mách thế nào làm thế, nhưng mà có người mách đúng thì làm đúng thì tốt, người mách sai thì làm sai thì rất là nguy. Cho nên ở đây thì trường hợp này, Phật tử này thì nói là mồ mả này, cái để nếu có muốn xây á, thì xây, nếu muốn xây tròn thì xây tròn xung quanh, mà xây vuông theo cái hình mộ, hình chữ nhật đó thì cứ xây lên, nhưng mà ở trên kia nên để nguyên cái đất, để nguyên đất để cho âm dương, âm dương nó thì nó giao thoa được với nhau một cái thì tốt nhất, thì cái mộ đó thì càng ngày càng tốt, con cháu thì cũng ngày càng tốt. Nhưng tuy nhiên làm Phật tử chúng ta phải hướng thiện và làm được thiện, lấy công đức thiện để làm cái nền tảng, làm cái gốc rễ, chứ không thể cứ chờ vào cái mộ pháp mà chúng ta để làm nhiều những việc xấu việc ác là không có được. Đã, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
nhạc.